tới toàn thể quý vị thân mến. Và trải qua với một chặng đường xa xôi trở về với quê hương thôn Khả Điển Quang của chúng ta, thì ngay lúc này đây, tân cô dâu, tân chú rể, đôi con trẻ Văn Tâm và Hải Yến của chúng ta đã cùng chính thức trở về với tòa nhà chính của gia đình nhà trai. Và cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính chuyển lời mời tới toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ cùng tự chọn cho mình với những chỗ ngồi thật thoải mái nhất, để tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng được hòa mình vào với đại lễ thành hôn của tân cô dâu, tân chú rể. Bên cạnh đó, sự hiện diện của toàn thể quý vị, cho phép chúng tôi xin được kính mời với tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng tự nhiên mời nước xơi chầu, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi với những khoảnh khắc yêu thương, giây phút đăng quang hạnh phúc nhất của đôi con trẻ Văn Tâm và Hải Yến. Cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời. Chú rể của chúng ta, họ đã cùng chung tay thực hiện với nghi thức cổ truyền, nghi thức vòng bái gia tiên, và ngay lúc này đây họ đã cùng trở về với khán phòng cưới của gia đình nhà trai chúng tôi. Và cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính chuyển lời mời tới toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ cùng tự chọn cho mình với những chỗ ngồi thật thoải mái nhất, để tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng được hòa mình vào với đại lễ thành hôn của tân cô dâu, tân chú rể. Bên cạnh đó, sự hiện diện của toàn thể quý vị, cho phép chúng tôi xin được kính mời với tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng tự nhiên mời nước xơi chầu, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi với những khoảnh khắc yêu thương, giây phút đăng quang hạnh phúc nhất của đôi con trẻ Văn Tâm và Hải Yến. Cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời.
Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, cho phép chúng tôi một lần nữa xin được trân trọng kính chuyển lời mời tới toàn thể các ông các bà đại diện hai gia đình nhà trai nhà gái. Xin được trân trọng kính mời với những người bạn thân hữu của tân cô dâu tân chú rể, chúng ta sẽ cùng ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị bắt đầu cho chương trình đại lễ thành hôn của tân chú rể Văn Tâm và cô dâu Hải Yến trong buổi sáng của ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trăm năm thì chỉ có một ngày, và một ngày thì chỉ có một giờ hôm nay, đó là ngày vàng tháng bạc giờ kim cương. Lòng nhiệt tình của toàn thể quý vị, chúng ta đã cùng trở bước về với gia đình nhà trai chúng tôi. Cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính chuyển lời mời tới toàn thể quý vị. Tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng ổn định chỗ ngồi, tự nhiên mời nước sôi trầu, thưởng thức với bản tiếng ngọt của hạnh phúc gia đình nhà trai chúng tôi. Bên cạnh đó, tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng được trở về sân khấu để gặp ban tổ chức, đăng ký với những ca khúc thật hay để hát tặng tân cô dâu tân chú rể trong ngày trọng đại này. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, và để có được ngày hôm nay thì đứa bạn trẻ chúng ta đã phải trải qua một quá trình đã dày công vun đắp, và đúng thật là dày công vun đắp cho một cuộc tình hạnh phúc nở hoa. Tình cảm từ giai đoạn yêu thương nhau dẫn đến giai đoạn trăm năm hạnh phúc thật là sâu nặng. Mà trăm năm thì chọn một chữ lòng, tình yêu thì chỉ có một lòng sắt son. Và với tiếng nhạc rộn vang, thầy nguyện cho hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Và trong buổi sáng của ngày hôm nay đây, sự có mặt của tất cả quý vị, các anh chị và các bạn, tôi tin chắc rằng đó là nguồn cổ vũ, là nguồn động viên, đó là động lực chính để đôi bạn trẻ chúng ta sẽ mạnh tay chống vững tay trèo trên thuyền lái con thuyền tình yêu cập bến bờ hạnh phúc. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi xin phép được thay lời cho bên phía đại diện của gia đình nhà trai với song thân phụ mẫu ông Bùi Văn Thanh, bà Bùi Tiến Sĩ, thôn Khà, Điền Quang, Bá Thước, sẽ được kính gửi tới toàn thể các ông, các bà, cô dì, chú bác đại diện hai gia đình nhà trai nhà gái. Cùng với đó là sự hiện diện của đôi nhân vật chính chúng ta, tân chú rể Văn Tâm, cô dâu Hải Yến, với một lời chúc sức khỏe, lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa tới toàn thể quý vị thân mến, và đúng thật là năm nay là năm Kỷ Hợi, tuổi chú rể Văn Tâm gia đình chúng tôi lấy vợ thì cũng rất giàu tình thương, cho nên anh đã đóng giường mà điểm hoa chăn gối lược gương trong nhà. Giờ đây thưa mẹ cùng cha, cho em đến ở cùng anh tháng ngày. Bằng lòng thì ai họ gật ngay, anh em ai họ đã bàn ngày đón dâu. Hôm nay tâm hợp ý đầu, hợp duyên hợp số, hợp hôn hợp tình, chính thức ta lấy được mình. Xin mời hai họ vui cùng đôi ta, mời cho khách ở gần cũng như khách ở xa về đây để biết rằng ta đã cưới mình. Kính thưa tới toàn thể quý vị thân mến, và trong buổi sáng của ngày hôm nay đây, sự có mặt đông đủ của toàn thể các ông các bà đại diện cho hai gia đình nhà trai nhà gái đã nói lên một điều rằng hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2019, là ngày 16 tháng 2 năm Kỷ Hợi. Với sự có mặt đó, cho phép chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng an tọa với bản tiệc hạnh phúc của gia đình nhà trai chúng tôi. Và đặc biệt hơn nữa, cho phép chúng tôi sẽ được kính mời tới toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt trực diện về với sự hiện diện của đôi nhân vật chính chúng ta, tân chú rể Văn Tâm, cô dâu Hải Yến. Xin được trân trọng kính mời hai em chúng ta sẽ cùng nở một nụ cười thật tươi để nắm tay nhau, từ từ đứng lên, cúi đầu thật sâu, kính chào ra mắt toàn thể hội hôn. Xin được trân trọng kính mời, và một tràng vỗ tay thân thương của toàn thể quý vị dành tặng chúc phúc cho đôi con trẻ chúng ta đây ạ. Xin mời ạ. Kính thưa tới toàn thể quý vị thân mến, và trong buổi sáng của ngày hôm nay với tiếng nhạc rộn vang đã thể nguyện cho những trái tim cùng chung những nhịp đập. Và bên cạnh đó, Văn Tâm và Hải Yến của chúng ta, họ đã tự tìm được một nửa cuộc đời của nhau. Và hôm nay đây, được sự đồng ý của hai gia đình, được sự cho phép của ban chính quyền địa phương, và đặc biệt hơn nữa sự đồng tình giúp đỡ của toàn thể quý vị, chúng ta đã cùng trở bước về đây làm nhịp cầu nối, minh chứng cho tình yêu của Văn Tâm và Hải Yến được trở về bên nhau tổ chức đại lễ thành hôn. Và trong khoảnh khắc yêu thương này, với những giây phút chan hòa những yêu thương, và tất cả mọi người chúng ta luôn luôn dành tặng những tình cảm để chúc phúc tới đôi con trẻ Văn Tâm và Hải Yến, chúng biết chúng tôi xin được kính mời tới toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng tự nhiên mời nước sôi trầu, và chúng ta sẽ cùng tiến tới với những nghi lễ trang trọng mà tân cô dâu tân chú rể của chúng ta sẽ cùng chung tay thực hiện trong đại lễ thành hôn buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa tới toàn thể quý vị thân mến, và trong một cuộc đại vui như thế này, những lời ca tiếng hát thì không thể thiếu, những tình cảm thân thương của toàn thể quý vị luôn luôn dành tặng cho cô dâu và chú rể. Chúng tôi rất lấy làm vui mừng vì chúng tôi là nhịp cầu nối để tạo dựng mối tình của đôi bạn trẻ, và đặc biệt hơn nữa để truyền tải những câu chúc tốt đẹp của toàn thể quý vị gửi gắm tới cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị thân mến, đến đây không hát thì hò, nào ai chấm điểm, ai đo giọng mình, hát cho có nghĩa có tình, hát cho đôi bạn thắm tình duyên quê. Mở đầu chương trình, cho phép chúng tôi xin được kính mời giới thiệu lên sân khấu sự hiện diện của một bạn trẻ đến từ gia đình nhà trai, đó là sự hiện diện của em Phú Quý, sẽ cùng trở về sân khấu để hát tặng cô dâu chú rể với một ca khúc. Xin được kính mời ạ.
Cùng chung vui với ngày hạnh phúc của hai anh chị thì em không biết nói gì hơn thì cũng xin gửi tới tất cả mọi người cùng với anh chị một bài hát tên là Xuân Yêu Thương. Mừng hạnh phúc của hai anh chị. Ngày chúng ta vừa được lắng nghe với ca khúc của Em Phú Quý đến từ bên phía đại diện gia đình nhà trai. Mặc dù ca khúc không được thành công mấy, nhưng với sự tin tưởng của toàn thể quý vị, chúng ta sẽ dành tặng cho bạn Quý một tràng pháo tay để họ xin được. Kính thưa tới toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, tình cảm, tình yêu thì là của men say, mà cứ tình theo những tháng ngày ước mong, trai lấy vợ, gái lấy chồng, mong sao thắm sợi tơ hồng kết xe. Yêu nhau thì chúng vách nhà tre, yêu nhau quần lình áo the chẳng giàu, đêm yêu thì chúng gối tình thâu, mà ngày yêu chung đón đổi đầu nên duyên. Kính thưa tới toàn thể quý vị thân mến, để cùng được chứng kiến với những khoảnh khắc yêu thương, những giây phút đồng lòng của cô dâu và chú rể, họ sẽ cùng chung tay thực hiện với rất nhiều những nghi thức trang trọng trong buổi sáng của ngày hôm nay. Trước hết chúng tôi sẽ được kính mời tới toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt trực diện về đôi nhân vật trẻ chúng ta, đó là tân chú rể Văn Tâm, cô dâu Hải Yến. Xin được trân trọng kính mời hai em một lần nữa sẽ cùng nắm tay nhau từ từ đứng lên để trao cho nhau với những kỷ vật thiêng liêng nhất trong ngày trọng đại này, đó là cặp nhẫn cưới Tâm trao và Yến trao. Với đôi nhân vật chính của chúng ta sẽ cùng chung tay thực hiện với tổng bánh thứ hai này. Tổng bánh thứ hai là một tổng bánh ở ngay giữa. Tổng bánh này còn được gọi là tổng bánh chung. Tổng bánh này tượng trưng cho các ông, các bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè của hai gia đình. Và đặc biệt hơn nữa, tất cả mọi người chúng ta đã cùng trở bước với gia đình nhà trai của tôi để cùng chúc phúc gửi lễ thành hôn của đôi con trẻ Văn Tâm và Hải Yến. Xin được cảm ơn. Di chuyển lên tổng bánh thứ ba. Tổng bánh thứ ba là một tổng bánh nhỏ nhất nhưng nó tượng trưng cho một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Nơi đó có đầy ắp tiếng cười trẻ thơ và tình yêu của cô dâu chú rể chúng ta sẽ cùng bắt đầu từ đây. Xin được chúc mừng hai em với tổng ba tổng bánh yêu thương đã thực hiện rất thành công. Và xin...
quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi tất cả mọi người chúng ta vừa được chứng kiến với những khoảnh khắc yêu thương mà tân cô dâu tân chú rể của chúng ta họ cùng chung tay thực hiện. Bên cạnh đó, họ được đón nhận với rất nhiều những món quà ý nghĩa của gia đình nhà trai, gia đình nhà gái đã cùng trở về sân khấu để dành tặng thay cho những lời chúc phúc tốt đẹp nhất, sẽ được gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị. Và ngay lúc này đây, tất cả mọi người chúng ta, cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời với toàn thể quý vị mời nước xoay chầu để cùng được lắng nghe thưởng thức với một giọng ca của gia đình nhà gái. Và chúng tôi rất muốn được lắng nghe với một ca khúc của gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời với một giọng ca sẽ cùng chủ động trở về sân khấu để hát tặng với gia đình nhà trai, gửi tặng tới cô dâu và chú rể. Xin được kính mời ạ. Vừa đang trở về sân khấu, đó là một đại diện của gia đình nhà gái. Cho phép cháu xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới cô ạ. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em trong hai bên bốn họ. Hôm nay là ngày vui của cháu Yến. Yến là bác của cháu Yến cũng lên góp vui chương trình văn nghệ và tình kinh và đất.
được lắng nghe với ca khúc của một đại diện gia đình nhà gái đã cùng trở về sân khấu để hát tặng cô dâu và chú rể. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới sự hiện diện của một người cô bên phía đại diện của gia đình nhà gái. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Kính thưa tới toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, ngay lúc này đây tại sân khấu hạnh phúc của gia đình đà trai chúng tôi đang còn rất nhiều với những ca khúc thật hay, với những giây phút hành trợ, với những giây phút hạnh phúc nhất của Văn Tâm và Hải Yến chúng ta đã cùng được chứng kiến. Và ngay lúc này đây, với đại lễ thành hôn của Văn Tâm và Hải Yến, chúng tôi chưa hề muốn nói lên lời chia tay với toàn thể quý vị, nhưng tất cả mọi người chúng ta đã được ngồi lại với bàn hạnh phúc của mình tại gia đình ạ. Và cho phép chúng tôi xin phép được khép lại chương trình 10 hạnh phúc cho tân trôi dâu và tân chú rể tại đây.